Ở đây mình sẽ gô đai máy Bajawi 36cc với 1 lít xăng thiếu. Chiếc xịt vô lái, xịt vô ga. Có mình nên hơi cực. Rồi, xăng, đổ xăng. Giọt xăng đầu tiên. Xăng này lớn vậy trời, 1 lít. Ôi trời. Thôi là con em thêm cái thằng giấy. Nào rồi. Rồi để bình xăng qua bên đỡ bên này thì bình này nó lít. Nhưng cô đai là khoảng 15 phút rồi cho máy nó tắt. Rồi kiểm tra cái chốt này cái đó. Chốt này nằm ngang. Xin lỗi cái này. Bắt đầu ta tiến hành bơm bong bóng. Chạy bong bóng đây, đầu bơm. Xăng lên nung bóng rồi, xăng vô đường dẫn nè, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một, nay là 11. Gạt cái này xuống. Gạt cái chốt xuống nè. Đó. Xong cứng rồi đó. Gạt này lên. Ôi trời ơi trời, mình ngủ rồi. Kéo xe xịt tới á.
như trong